Xin chào anh em đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel. Nếu như mà nhìn vào mặt D của một chiếc laptop thì anh em sẽ nói lên được điều gì? Gần như là không, đúng không? Cùng lắm thì anh em sẽ quan tâm đến lưới hút gió có nhiều hay không, nó có mát hay không, nó có thoáng hay không. Nhưng bên trong cái mặt D, à không phải bên trong mà là bên dưới cái mặt D, nó sẽ là rất nhiều câu chuyện. Và đó chính là điều mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay, với một sản phẩm vô cùng mới. Đó chính là chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger. Wow. Định gầm kiểu con hổ nhưng mà mình lại nhớ mấy con hổ. Intro phát. Và cái mặt D mà mình đã show cho anh em từ đầu video, đó chính là mặt D của chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger. Đấy, bây giờ mình nói chữ Tiger là cứ phải mạnh mẽ lên như hổ ấy. Năm nay năm con hổ và Acer họ đã ra phiên bản Tiger. Thật là trùng hợp đúng không? Mặc dù một phần ý nghĩa của nó là phiên bản của năm con hổ, nhưng một phần nữa là sao? Anh em nhớ năm ngoái chúng ta có Acer Nitro 5 Eagle, cũng là một loài thú săn mồi rất khét tiếng, gọi bá chủ bầu trời đúng không? Thì bây giờ chúng ta có chúa sơn lâm, chúng ta đã có chúa tể bầu trời rồi, chúng ta sẽ đến với chúa sơn lâm, đó là Tiger. Thì ở đây thì anh em sẽ không thấy vằn vện nhiều lắm đâu, trông nó cũng thế này thôi. Và anh em sẽ thấy là có rất nhiều cái khe thoáng để hút gió tản nhiệt đúng không? À, bên dưới này thì nó không được gọi là nhiều những cái chi tiết hầm hố làm cái gì cả, mặt đê mà quan trọng là nó phải thoáng. Và cái chân cao su này rất to và rất dày, sẽ giúp cho cái khoảng sáng của mặt đê nó sẽ rộng rất là nhiều, và airflow sẽ tốt hơn. Và nhìn ở trong này thì anh em sẽ thấy dễ dàng hơn là cái hút gió nó được nằm ở những vị trí nào, rất nhiều đúng không? Ngoài ra chưa hết đâu, chúng ta còn có hai cái miếng heat sink với cái đây là cái thermal pad rất là to, và nó sẽ tương ứng với vị trí của controller của những chiếc SSD chuẩn M2 đó. Ngoài ra thì anh em sẽ thấy mút xốp này, mút xốp để chống va đập cho pin này, rồi thì mút xốp chống va đập cho ổ cứng 2.5 inch. Đó, rất nhiều những chi tiết hay ho ở ngay cái mặt gọi là vỏ này thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger này. Chiếc laptop này thì sẽ có tên mã là AN515 vẫn như mọi khi, với AN là Acer Nitro, còn 515, 5 là Nitro 5 nhá, AN5 là Acer Nitro 5, 15 là 15 inch. Đó, đó là tên mã của Acer họ đặt cho các sản phẩm của mình. Còn cái mã tiếp theo của nó là 58 và mã cuối là 79E6. Đấy, thì cái phiên bản này thì theo những thông tin mình được biết, rất tiếc là nó sẽ không được bán ra chính thức tại thị trường Việt Nam, hoặc là cho tới thời điểm này thì vẫn chưa được bán ra chính thức. Nhưng mà mình hy vọng trong tương lai thì Acer họ sẽ mang cái sản phẩm này về thị trường Việt Nam, bởi vì nó rất ấn tượng. Hiện tại thì anh em sẽ thấy là cái mặt A nó hơi vân tay một tí, tại vì mình đã tháo ra, mình gọi là chọc ngoáy em nó để nghịch các thứ rồi, cho nên là nó hơi bẩn, lát nữa mình sẽ lau đi cho nó sạch sẽ hơn. Ở đây thì anh em sẽ thấy bên dưới cái lớp mặt ốp mặt D này, chúng ta sẽ có toàn bộ nội thất của chiếc laptop này. Và đây là phiên bản sample đến từ nhà sản xuất, cho nên là nó sẽ được lắp đặt rất là đầy đủ cái option, max option luôn. Ở đây thì anh em sẽ thấy một ổ cứng 2.5, đây là HDD nhá chứ không phải SSD. Nếu như mà anh em thích, anh em hoàn toàn có thể tự nâng cấp SSD vào cái khe này 2.5, và dung lượng của ổ này là 1T, và anh em hoàn toàn có thể lắp những ổ 2T. Đó. Ở đây thì anh em sẽ thấy hai cái slot cho khe M2, và chuẩn của nó là PCIe 4.0, hai ổ NVMe 4.0. Bên cạnh đó nha, dung lượng của mỗi ổ đang được lắp ở đây là 1TB, và nó có khả năng chạy RAID. Vâng, và với khả năng chạy RAID thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái option để anh em có thể tận dụng cái tính năng này. Anh em có thể chạy RAID để gộp hai ổ cứng này thành một, tăng dung lượng và tăng gấp đôi tốc độ đọc ghi, lát nữa chúng ta sẽ cùng test. Hoặc anh em có thể bảo toàn dữ liệu của anh em bằng cách là đó, gộp hai ổ này và chia đều dữ liệu lên cả hai cái ổ đó, tức là một file cóp vào cái ổ cứng của anh em sẽ được cóp ra cả hai cái ổ này. Và lúc này thì nó sẽ không tăng tốc độ hay là không tăng về dung lượng, nhưng cái sự đảm bảo an toàn dữ liệu cho anh em sẽ được gọi là tối đa hóa. Tiếp theo nữa, anh em thấy gì? Anh em không thấy RAM ở đâu đúng không? RAM đâu ta? À đây, RAM bên dưới này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp gọi là giáp bảo vệ. Nó sẽ bảo vệ RAM của chúng ta khỏi những yếu tố tác động bên ngoài. Ví dụ thứ nhất là nhiệt độ. Nhiệt độ nóng ở bên trong thiết bị này có thể làm RAM hiệu suất giảm đi. Thứ hai, đó chính là gì? Đó chính là nhiễu điện tử.
cũng như là những cái tĩnh điện từ xung quanh nữa, thì cái miếng bảo vệ này sẽ bảo vệ RAM của chúng ta. Và ở đây anh em sẽ thấy chúng ta có hai khe sâu DIMM. Với hai khe này thì anh em có thể nâng cấp RAM cực kỳ thoải mái. Mà ở đây thì họ đã gắn sẵn cho mình hai thanh 16GB bus 3200 lên tới là 32GB tất cả. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là thường anh em khi mà mua laptop ấy, những phiên bản giá rẻ hơn thì sẽ có sẵn một thanh 8GB và sau đó anh em sẽ nâng cấp lên được, hoặc là sẵn một thanh 16GB gì đó. Bên cạnh cái khu vực RAM, nhìn sang anh em sẽ thấy cái adapter Wi-Fi. Và cái module Wi-Fi này nó là không phải là Wi-Fi 6 nhé. À, nó là Wi-Fi 6 nhưng không phải Wi-Fi 6 AX bình thường của Intel, mà nó là Killer 1650i. Đây, đây là một con Killer Wi-Fi, một cái dòng Wi-Fi chuyên trị cho game thủ, sẽ mang lại cho anh em những kết nối cực kỳ ổn định cũng như là ping ngon nhất có thể. Đó là về Wi-Fi. Chúng ta còn gì nữa đây? Đây, viên pin. Viên pin thì có vẻ như nó không chiếm quá nhiều cái không gian bên trong nội thất máy. Bởi vì sao? Bởi vì là dung lượng của nó cũng không quá cao. Chúng ta sẽ có 57,48 Wh. Với cái dung lượng 57,5 Wh như thế này thì mình thấy là cái dung lượng pin của con này nó không gọi là quá thoải mái. Nhưng nếu như mà anh em biết cách sử dụng và anh em sử dụng nó một cách tiết kiệm với gọi là gì nhỉ, chế độ tiết kiệm pin Power Saving Mode ở trong Windows, cũng như là những cái tác vụ chúng ta sử dụng nó không quá nặng, anh em không xử lý những cái công việc như là Photoshop, AI, hay là anh em chỉ đơn giản anh em lướt web và không xem video nhiều, máy của chúng ta sẽ không phải đi code nhiều, thì viên pin này hoàn toàn có thể kéo cho anh em một cái thời lượng lên tới là 8 tiếng sử dụng đấy. Dĩ nhiên là với những tác vụ văn phòng cơ bản thôi, cũng như là lướt web bình thường. Rồi, còn nếu như mà anh em thử chơi game chẳng hạn, anh em chơi game chơi pin, thì thật ra là với sức mạnh của chiếc laptop này mình tin chắc anh em vẫn có thể chơi game được nhé. Lát nữa chúng ta sẽ cùng thử sau. Nhưng mà mình đã thử rồi, mình có thể nhảy ao với chiếc laptop này cực kỳ thoải mái. Hay là mình có thể chơi Genshin Impact bằng pin luôn, mình không cần phải cắm sạc, bởi vì là chiếc card đồ họa của nó cực kỳ mạnh, cũng như CPU cũng rất mạnh. Đó là gì lát nữa mình sẽ nói sau nhé. Nhưng mà để làm mát cho cái hệ thống card đồ họa cũng như CPU này, anh em thấy không, cái hệ thống làm mát chiếc laptop này đã được nâng cấp rất nhiều so với thế hệ Acer Nitro 5 trước đây. Anh em sẽ thấy là trước đây thì chúng ta vẫn sẽ thấy ống đồng nó màu đồng, nhưng bây giờ thì chúng ta đã có ống đồng được sơn cách nhiệt màu đen hoàn toàn. Cái việc sơn cách nhiệt này nó rất quan trọng nhé, nó sẽ giúp cho cái hiệu suất hóa hơi của cái chất lỏng bên trong cái ống đồng này nó tốt hơn. Nó không bị gọi là bình thường chỗ này nó nóng đúng không? Nguyên lý của tản nhiệt ống đồng thì anh chắc một số anh em biết rồi đấy. Anh em nào chưa biết thì mình sẽ mô tả một cách đơn giản, là trong ống đồng này nó có một loại dung dịch. Cái dung dịch đặc biệt này ấy, nó sẽ ngưng tụ lại ở cái điểm mát và hóa hơi ở cái điểm nóng. Thì ở đây chúng ta có CPU và GPU. Bản thân nó thôi anh em đã thấy là hai cái pad này, hai cái pad tản nhiệt nó rất to đúng không? Bình thường chúng ta chỉ cần như thế này thôi, chỉ cần một khoảng bằng con CPU trên desktop thôi đã đủ để tiếp nhiệt rồi. Nhưng ở đây nó lại rất lớn, bởi vì nó còn làm mát cho cả những linh kiện xung quanh nữa, như ở VRM xung quanh này chẳng hạn. Đó, VGA nữa. Rất to. Và to như thế này, trên bản thân những cái miếng pad tản nhiệt đó, những miếng kim loại đó cũng có những cái đường rãnh nhỏ để tận dụng thêm cái khả năng làm mát từ cái airflow bên trong của chiếc laptop này. Không chỉ ở đó nhé, quay trở lại với cả cái lớp coating, cái lớp sơn cách nhiệt này, thì khi mà cái điểm nóng ở đây thì đôi khi là nó sẽ tỏa ra môi trường nữa, khiến cho cái quá trình hóa hơi nó không được triệt để. Thì việc có một lớp sơn cách nhiệt sẽ giúp cho cái quá trình hóa hơi ở bên trong này nó triệt để hơn. Và cái chất hóa hơi đó nó sẽ dẫn nhiệt đi ra những điểm ngoài này. Và ở đây thì anh em sẽ thấy có hai quạt tản nhiệt, và hai cái quạt này sẽ quay ngược chiều nhau anh em ạ. Nó không quay cùng chiều mà nó sẽ quay ngược chiều nhau. Điều này sẽ giúp cho airflow bên trong cái máy này. Mặc dù anh em thấy nghĩ laptop thì cần gì airflow, desktop máy to ở trong không gian rộng mới cần. Không, chính vì là cái không gian của nó chật cho nên cái airflow lại càng quan trọng, bởi vì phải tính toán rất kỹ làm sao để cho nó mát nhất có thể. Không chỉ là mát cho những linh kiện như CPU, GPU mà còn phải hút gió để làm mát cho những linh kiện còn lại ở bên ngoài nữa. Đó, nó rất quan trọng. Và cái việc mà sử dụng hai cái quạt có chiều quay ngược nhau này, nó sẽ làm cho cái airflow bên trong này nó được điều hướng tốt hơn mà nó không bị gọi là quẩn khí. Ở đây thì anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 ống đồng. 4 ống đồng, trong đó thì một ống sẽ được chạy vòng ra đây, vòng ra cái khu vực lá nhôm tản nhiệt ở cạnh bên này và quay trở lại. Đó, thì cái này nó sẽ giúp cho riêng bản thân cái ống đồng này thôi đã có thể hoạt động như là hai ống độc lập rồi. Bởi vì là, đấy, hơi nóng dẫn ra đây, ngưng tụ lại, quay trở về. Hoặc là nó sẽ chạy
luân phiên với hai chiều ngược nhau. Đấy, như vậy thì nó cũng là một cách xử lý rất là thông minh đến từ Acer. Ngoài ra còn một cái điểm nữa mình nhìn thấy ở cái bố cục ở bên trong này, đó chính là những cái cổng kết nối này. Những cổng kết nối thay vì là được hàn ở trên bề mặt của bo mạch chủ, ví dụ như là đây là một cái cổng nhá, một cái cổng nó dày như thế này chẳng hạn. Bình thường ấy là các bo mạch chủ khác nó sẽ đặt ốp lên trên này và tạo ra một cái độ dày nhô lên trên nữa. Nhưng với những cổng kết nối trên chiếc laptop này, mình thấy là Acer họ đã cắt lõm cái mạch PCB vào. Ví dụ như cái mạch nó bình thường nó như này, bây giờ tự nhiên nó lõm một chỗ như này. Đấy, nó lõm. Và cái cổng kết nối thay vì đặt ốp ở trên thì nó sẽ đặt ở trong cái khu vực lõm đó. Và điều này sẽ giúp cho cái thiết kế mạch của chiếc laptop này mỏng đi tương đối nhiều. Một điểm rất là thông minh. Tuy nhiên thì do đây là một chiếc laptop có hiệu năng khá cao cho nên là cái trọng lượng của nó cũng tương đối nặng. Và theo thông tin từ nhà sản xuất thì chiếc laptop này nặng tới 2,5 cân. 2,5 cân. Và đó là về cái nội thất bên trong cũng như là những cái điều mới mẻ, gọi là sơ qua những điều mới mẻ mà Acer họ đã mang lên cái phần cứng của chiếc laptop này. Còn kỹ hơn về những điều mới mẻ này thì mình thấy là còn khá nhiều, mà lát nữa thì chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong NitroSense. Rồi, quay trở lại với chiếc laptop này thì anh em thấy để tháo ra mặt lưng thì chúng ta phải tháo hai cái miếng này trước đã. À, cái miếng gáy khi mà nhấc ra thì anh em sẽ nhìn thấy cái bản lề ở đây. Và mình đánh giá cái bản lề này tương đối chắc chắn nhá. Nó đây, anh em nhìn nhá, mình hoàn toàn có thể dễ dàng mở lên bằng một ngón tay. Và cái bản lề này nó rất là rigid, nó rất là legit, nó cứng đó. Dĩ nhiên là cái vỉnh này thì hiếm có con laptop nào mà nó không lay lay như này. Nhưng mà cái biên độ vẫy của nó tương đối ít và nó nằm cứng ở vị trí mà mình muốn. Một con laptop 15,6 inch được, tương đối bản lề tương đối tốt, không quá cứng nhưng cũng không quá mềm, đủ để chúng ta có thể mở lên bằng một tay và đủ để có một cái góc gập tương đối nhỏ như thế này. Tiếp theo đến với phần thiết kế của chiếc laptop này thì anh em hãy cùng mình quay trở lại với mặt A. Mặt A của chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger đã có một sự gọi là re-innovation, đã được gọi là tái sáng tạo lại, được tái thiết kế lại. Acer họ đã bỏ đi những cái triết lý thiết kế cũ của mình. Mặt A này thì tuy chất liệu vẫn là bằng nhựa thôi nhưng chúng ta đã thấy cái sự thay đổi rất lớn. Thay vì là chúng ta có những cái họa tiết kiểu vân nổi hay là hai cái đường dọc hai bên trong cắt chéo, thì bây giờ Acer đã cho mặt A này phẳng hoàn toàn với logo Acer thay vì ở chính giữa đã được đưa lệch lên cạnh trên và kích thước nhỏ lại một chút. Không cần quá khoa trương, không cần quá khoe mẽ, nhưng chúng ta vẫn biết rằng đây là một chiếc laptop gaming lịch sự và sang trọng. Gaming nhưng vẫn lịch sự nha, không quá hầm hố. Bây giờ mình thấy là anh em game thủ bắt đầu chuyển dịch sang cái style, đấy là nó lịch sự hơn, nó elegant hơn. Và đây chính là điều mà Acer sẽ mang lại cho chúng ta, một mặt A lịch sự hơn rất nhiều. Thay vì những cái họa tiết kiểu gân guốc, kiểu lồi lõm các kiểu, thì bây giờ chúng ta có những cái đường họa tiết như thế này. Đó, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình. Và nó sẽ sử dụng hai màu chủ đạo, đấy là màu xanh dương nhạt và màu đỏ. Thì màu đỏ dĩ nhiên rồi, chúng ta đã quá quen thuộc với những cái sản phẩm gaming có màu đỏ. Nhưng màu xanh dương nhạt ở đây là sao? Đó là màu mà chúng ta đã từng thấy xuất hiện rất nhiều, không phải rất nhiều mà nó là màu chủ đạo ở trên những mẫu laptop gaming cao cấp đến từ Acer, đó là dòng Predator. Thì đó, Acer gọi là màu Electric Blue đấy. Thì nó sẽ nằm ở đây, kết hợp cùng màu đỏ tạo ra một cái điểm rất là mới. Thay vì những chiếc laptop gaming trước đây mình thấy là những cái màu mạnh mẽ như là màu đỏ này, màu cam này. À, Acer cũng có màu cam nữa đấy. Thì bây giờ chúng ta có màu đỏ xanh, hài hòa hơn rất là nhiều đúng không? Vừa mạnh mẽ nhưng vẫn lịch sự. Đó là về mặt A, nói khá nhiều bởi vì mình thấy nó cũng khá hay. Đến với mặt B, chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một cái màn hình 15,6 inch, tấm nền IPS với tần số quét là 165Hz và tốc độ phản hồi là 3ms. Đây là một cái thông số mà mình nghĩ trong năm 2022 này sẽ là tiêu chuẩn gần như cơ bản của những chiếc laptop gaming. Bởi vì sao? Trước đây chúng ta đã mất rất nhiều thời gian, chúng ta mới có những chiếc laptop gaming 120Hz, sau đó là gaming 144Hz. Thì bây giờ 2022 mình nghĩ đã là thời điểm của màn hình laptop gaming 165Hz. Và chiếc màn hình này dĩ nhiên rồi, độ phân giải của nó sẽ là QHD. Dĩ nhiên rồi, nếu như mà cái dòng Acer Nitro 5 thường, Nitro 5 giá rẻ thì chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD. Nhưng với chiếc Acer Nitro 5 Tiger mà mình đang review cho anh em ngày hôm nay, nó sẽ có độ phân giải là QHD. Cụ thể là 2560 x 1440, hay còn gọi đơn giản mà anh em hay gọi đơn giản là 2K ấy,
đấy, 2K 165Hz, IPS 30 giây. Những cái thông số đấy mà với cái màn hình rời cắm cho desktop ấy thì nó cũng là khá tiền đấy. Nhưng mà chúng ta đã có trên laptop. Vâng, mỗi tội là kích thước là 15.6 inch thôi. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, laptop mà, chúng ta chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ rồi. Đến với mặt C, mặt C thì mình thấy đây là cái mặt mà ít được thay đổi nhất trên Acer. Bởi vì thực sự là sao phải thay đổi khi mà chúng ta đã làm rất tốt rồi, đúng không? Cái điều này thì một số hãng công nghệ hàng đầu thế giới họ vẫn đang thực hiện, không phải hãng mà có chữ B đâu, mà là hãng có chữ A, Apple. Anh em thấy đấy, sao phải thay đổi khi mà đang làm rất tốt rồi, đúng không? Thì cái bàn phím này cũng vậy, nó vẫn là cái layout bàn phím rất quen thuộc trên những mẫu Acer Nitro 5. Bên cạnh đó thì cái độ nảy của phím này, rồi thì khoảng cách phím này, tất cả mọi thứ đều rất cân bằng và hài hòa, cho nên là mình nghĩ không cần thay đổi vội, trừ khi có một cái gì đó, một công nghệ nào đó thật sự mới và thật sự đột phá trên laptop gaming thì lúc đó mình nghĩ Acer họ sẽ mang lên thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy cái bàn phím này nó vẫn vừa phải, tuy nhiên thì vẫn là một cái điểm yếu cố hữu mà mình rất ghét trên những chiếc laptop Acer là nút nguồn đặt ở vị trí mà thường theo cái gọi là nhớ cơ của mình ấy, thì chỗ này nó sẽ là nút delete. Mặc dù nút delete ở đây nhưng mà nó cứ góc trên ngoài cùng cái khu vực bấm thôi, mình hay bấm ở đây thì nó lại là nút nguồn. Và dĩ nhiên rồi, sự quen thuộc đến từ cả nút Nitro Sense nữa. Anh em bấm một phát là Nitro Sense sẽ khởi động lên ngay lập tức. Nhưng mà cái này lát nữa chúng ta sẽ đến với phần này sau. Trackpad thì sao? Trackpad thì cũng không có gì thay đổi nhiều, vẫn là một kích thước trackpad đủ to để anh em xài. Tuy nhiên anh em game thủ thì mình thấy là ít dùng trackpad lắm. Bản thân mình không phải là game thủ hardcore, nhưng mình chả bao giờ mình dùng trackpad cả. Kể cả dùng laptop mình cũng dùng chuột bình thường. Thế thì trackpad nó cứ kiểu gì ấy. Anh em nào quen dùng trackpad thì chia sẻ giúp mình xem là anh em dùng như thế nào và dùng nó có thoải mái không nhá. Chứ mình thì thấy tù lắm. Rồi, và cuối cùng, điều cuối cùng mình muốn chia sẻ ở cái mặt C này, đó chính là ở trên này, đây, cái giải ngay trên cái bàn phím anh em đã có một cái giải lỗ như thế này. Và nó cũng hút gió tản nhiệt. Đấy, nó sẽ hút ở khoảng giữa giữa này, hút đưa vào trong này, ra hai quạt đó, hút từ trên xuống vào khoảng giữa này. Chính vì thế mà anh em thấy là ở cái block tản nhiệt của CPU và GPU có những cái rãnh ở trên cái miếng block ấy, để cho cái gió có thể đi qua đó, qua trên này và làm mát cho những bộ phận cả bên trên lẫn bên dưới chiếc máy, đi vào giữa, đi ra hai cái quạt hai bên và được thổi ra ngoài. Đấy, đấy là cái cách mà Acer họ xử lý cái airflow rất là tốt. Đến với các cạnh bên nhá, cạnh trái thì chúng ta sẽ có gì? Anh em sẽ có một khe thoát gió tản nhiệt, một lỗ khóa Kensington, một cổng mạng LAN RJ45. Cái này mình hay sử dụng, rất hay sử dụng. Một cổng USB với chuẩn là USB 3.2, một cổng 3.5mm cho mic và tai nghe tích hợp. Và ở cạnh bên phải thì chúng ta có hai cổng USB Type A nữa với chuẩn là USB 3.2. 5GB/s, chúng ta có hai cái đèn báo trạng thái. Hơi ít cổng nhỉ? Dĩ nhiên rồi, bởi vì các cổng kết nối còn lại đã được đưa ra sau. Trước đây thì mình nhớ là các mẫu Acer Nitro 5 ấy, thì Acer họ sẽ để cái cổng sạc ở đằng sau này mà thôi. Nhưng bây giờ thì họ đã đưa thêm, chúng ta có một cổng HDMI đằng sau này và một cổng USB Type-C với logo tia sét mũi tên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Thunderbolt. Và anh em có thể cắm cả Power Delivery 100W vào đây nữa. Dĩ nhiên là Power Delivery 100W thì làm sao mà cấp đủ điện cho con laptop này? Thế thì anh em biết là cấp đủ điện cho con laptop... quên, HDMI 2.1 nhé. HDMI 2.1 luôn. Đấy, bây giờ quay trở lại điện đóm. Điện đóm thì đây, đây là cọng dây sạc của chiếc laptop này. Anh em thấy cái dây nó to không? Nó to. Nó to phải ngang cái cọng dây HDMI luôn ấy. Nó rất to nhưng mà cái đầu sạc thì nhỏ, vẫn là cái đầu sạc chuẩn Acer thôi, nó vẫn như vậy. Nhưng cái cọng dây nó rất to. Và cái cục sạc của nó, tổng trọng lượng của cục sạc, chưa tính cái dây nguồn cắm ở đây, nguồn nó là nguồn được cân điện nhá, 1200,07g, 1,2 cân cho cục sạc. Bảo sao mà Acer họ trang bị thêm cái khả năng sạc qua Power Delivery 100W để làm sao? Để anh em có được những cục sạc nó nhỏ gọn hơn, để nhớ anh em mang đi đâu đấy mà không phải gaming chẳng hạn, thì anh em dùng tạm cục đấy đi. Còn cục này để ở nhà chơi game nhá, đi làm đừng chơi game ở công ty nhá. Vai, anh em biết cục này có công suất sạc là bao nhiêu không? Nó cứng.
nó cứng, nó không bình thường. Những cục sạc mà anh em gõ vào nghe cục bộp 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 ấy, tại vì ở trong nó rỗng ấy. Còn cái cục này, này vãi trưởng, nó như cục gạch luôn. Công suất của cục này là 330W anh em ạ. 19,5V, 16,9A, 330W. Nặng vãi. Đấy. Vậy thì một cục sạc từng đó điện thì anh em nghĩ là gọi là gì nhỉ? Cái cấu hình hệ thống của chiếc laptop này nó như nào? Anh em hãy ngồi chắc vào ghế. Đây là chiếc laptop đầu tiên tại Việt Nam mà TNC Channel review được trang bị CPU Intel 12700H thế hệ thứ 12 mới nhất đến từ Intel. Bên cạnh đó nó còn có, dĩ nhiên rồi, đi kèm CPU Intel thế hệ 12 sẽ là đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. À, dĩ nhiên rồi, đấy là đồ họa tích hợp của chip. Còn đồ họa rời đến từ NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Và nó cũng là con đầu tiên tại Việt Nam mà TNC Channel review. 3070 Ti, bảo sao phải đi với cái cục sạc to như thế kia, 330W lại còn 12700H nữa. Vâng, vậy thì với một cái hiệu năng phần cứng mạnh như thế, 32GB, 2T SSD chạy RAID, 1T HDD gắn thêm, thì gaming như nào nhỉ? Test thôi. Và trước khi chúng ta đi vào bất cứ một cái gì ở sâu hơn ở bên trong chiếc máy này, ví dụ là test về hiệu năng hay là về NitroSense, thì anh em hãy cùng mình ngó qua một cái tính năng rất hay ở trên chiếc laptop này, đó chính là khả năng chạy RAID SSD. Như mình đã chia sẻ ở đầu video thì anh em thấy đấy, là chiếc laptop này có thể gắn được hai chiếc SSD đúng không? Chúng ta có hai khay M2 để gắn SSD NVMe, và như ở trong này anh em sẽ thấy là disk không, cái ổ đĩa không của chúng ta có dung lượng là 2TB. Trong khi đó thì vừa nãy anh em đã thấy đấy, là chúng ta chỉ có một ổ HDD 1T và hai cái ổ SSD 1T, mỗi ổ 1T. Nhưng ở đây chúng ta lại có một cái ổ có dung lượng là 2TB. Đó, một ổ ở đây có dung lượng 2TB, có nghĩa là nó đang được chạy RAID với nhau, và cụ thể ở đây là RAID 0 gộp dung lượng của hai ổ SSD NVMe lại với nhau. Không chỉ gộp dung lượng mà cái công nghệ RAID 0 này, cái tính năng RAID 0 này, nó còn cho phép tăng tốc độ SSD lên gấp đôi, tức là sẽ là tốc độ của hai chiếc SSD đó cộng lại với nhau. Và đây anh em sẽ thấy ở trong phần Crystal Disk Info, ở đây anh em đã thấy đấy, là chúng ta có hai ổ ở đây. Đó, hai ổ được gộp lại là một, nhưng mà ở trong Crystal Disk Info thì nó sẽ hiện là hai ổ riêng biệt. Đó, đúng không? Hai ổ Samsung có dung lượng là 1TB, 1024,2GB đang được gộp lại với nhau thành một ổ C có dung lượng tổng là 2TB. Vậy thì về tốc độ thì sao? Đây, chúng ta sẽ cùng nhau test. Cái ổ còn lại ở đây, ổ D này, nó chính là cái ổ HDD đấy, cho nên mình sẽ không nói tới nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test xem là cái tốc độ của chiếc SSD được chạy RAID nó sẽ như thế nào. Vâng, và đây là kết quả của chúng ta. Anh em có thể nhìn thấy rồi đấy. Chắc là mình không cần phải nói thêm một câu nào nữa đúng không? 12.679 megabyte trên giây, không phải megabit nha, megabyte. Tức là 12GB một giây. Tốc độ đọc, tốc độ ghi 10GB một giây. Và trước khi chúng ta đến với cái bài test game cũng như là hiệu năng, thì xin mời anh em chiêm ngưỡng một thứ mà mình vẫn hay nói tới trên laptop Acer, đó chính là NitroSense. Acer NitroSense, đây là một cái phần mềm mà mình thấy nó, mặc dù nó không quá sâu nhá, chúng ta không can thiệp được vào quá sâu, quá nhiều thứ để căn chỉnh, tuy nhiên nó lại giúp chúng ta theo dõi và kiểm soát được rất nhiều. Ví dụ như là đây, mình sẽ phải tháo cái mic ra và mình để bên cạnh cho anh em có thể cảm nhận được cái uy lực. Đây, mic mình đi nhá, mình sẽ để bên cạnh. Rồi, anh em sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Anh em có thấy con số gì đấy không? 7.317 RPM. Phải nói là Acer Nitro 5 phiên bản Tiger này đã tăng tốc độ quạt lên rất nhiều so với thế hệ trước. Thế hệ trước mình thấy nó quanh quẩn khoảng trên 6.000, quanh quẩn khoảng 6.000. Thì bây giờ 7.500 là cái tốc độ quạt mà chúng ta sẽ có được trên laptop Acer Nitro 5 Tiger.
đúng là mạnh như hổ khác. Ui 7.600 này, oh my god, hình như là Acer họ ép xung quạt hay sao anh em ạ. Anh em vừa thấy con số 7.692 đúng không? Đó. Thôi mình sẽ để auto đi. Tiếp theo nữa nhá, ở Nitro Sen anh em có thể chỉnh được các cái chế độ Quiet này, Default này hay là Performance này. Mình sẽ để ở chế độ Performance và test game cho anh em. Quạt mình sẽ để auto. Ngoài ra thì ở đây anh em có thể tùy chỉnh được những cái khác, ví dụ như là bàn phím. À đây, cái này hay, vừa nãy mình quên mất không chia sẻ với anh em rằng Acer Nitro 5 Tiger của chúng ta có được trang bị một cái hệ thống bàn phím RGB theo zone ở trên này. Và anh em đã thấy là chúng ta có 4 zone, 4 vùng độc lập, và anh em có thể tùy chỉnh màu sắc của từng vùng một rất dễ, hay là tắt bớt nó đi ngay ở trong Nitro Sen như thế này, rất nhanh gọn và dễ dàng đúng không? Và đó là những cái rất là sơ qua ở trong Nitro Sen. Ngoài ra thì anh em sẽ có thể tùy chỉnh như là sticky key, ví dụ anh em bấm shift nhiều lần ấy. Đấy, anh em bấm shift nhiều lần thì nó sẽ bị lên cái này. Đó, anh em mà ấn shift liên tục, spam nút shift liên tục là nó sẽ bị nổi lên cái này. Nhưng nếu như mà anh em tắt cái này đi thì anh em bấm shift thoải mái, anh em spam shift thoải mái, nó không nổi lên cái sticky key kia nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài test game. Và tựa game đầu tiên mà mình sẽ test cho anh em sẽ là một tựa game nhẹ nhàng trước đi. Chúng ta sẽ cùng nhau thử với CSGO. Với CSGO thì anh em sẽ thấy, mình xin lưu ý với anh em, cái setting mình đang sử dụng đó là một cái mức setting tối ưu cho FPS. Tuy nhiên, cái này thì nó lại không hề tối ưu cho FPS một chút nào, đó chính là độ phân giải. Mình sẽ chơi hẳn ở độ phân giải 2K luôn. Chúng ta có màn 2K thì tội gì không dùng đúng không? Và đây là một chiếc màn hình có tần số quét 165Hz. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem FPS ở bên trong CSGO có đủ đáp ứng cái nhu cầu của anh em hay không. Như anh em đã thấy đấy, khi mà chúng ta chưa làm gì cả thì FPS nó dễ dàng quanh quẩn khoảng 200 cho đến 300 FPS. Cụ thể thì nó khá ổn định ở trên 200. Và mình sẽ để cái mic của mình ở ngay bên cạnh chiếc laptop này để anh em có thể nghe được cả cái sự hoạt động của cái quạt tản nhiệt bên trong này nữa. Đó, anh em có thể nghe thấy cái âm thanh rú của quạt tản nhiệt cũng như là âm thanh từ game này phát ra. Ok, mình nghĩ là demo CSGO thế là quá đủ anh em rồi đúng không? Với con CPU Core i7-12700H với số nhân, số luồng có thể nói là khá ấn tượng, đó là 14 nhân 20 luồng. Và trong đó thì chúng ta sẽ có 6 nhân P và 8 nhân E. Đó là cái thông số của con CPU này. Một con CPU cho mobile mà mình nghĩ là tương đối mạnh mẽ. Và có lẽ là chỉ thua mỗi Core i9 ở trên laptop mà thôi. Và Core i9 như thế nào thì trong một tương lai không xa chúng ta sẽ cùng nhau thử review sau. Còn với con CPU này, để gaming trên nó thì mình nghĩ là gần như không có gì để chê nữa rồi. CSGO đang có một cái mức FPS rất tốt, kết hợp cùng với cả sức mạnh đồ họa đến từ RTX 3070 Ti nữa. Thì... Wait a minute. Thì đó, anh em thấy không, CSGO nói chung không phải nghĩ luôn, độ phân giải 2K cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử sang một cái tựa game khác nặng đô hơn một chút. Và tựa game nặng hơn một tí mà mình có nói đó chính là GTA 5. Đúng rồi, bởi vì GTA 5 hiện nay thì đã có một cái tuổi đời không thể nói là mới nữa rồi. Tuy nhiên thì hiện nay mình thấy là vẫn còn rất nhiều anh em chơi tựa game này. Và như anh em thấy đấy, chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về setting nhá. Ở setting thì chúng ta sẽ thấy là mình đang để ở max setting với độ phân giải là 2560x1440. Còn lại tất cả mọi thứ đều max. Và có một điểm rất thú vị, đó là con RTX 3070 Ti ở trên laptop này có cái thông số phần cứng rất tương đồng với cả RTX 3070 trên desktop, từ số lượng nhân CUDA cho tới là dung lượng về RAM. Cho nên anh em hoàn toàn có thể tự tin chiến những tựa game với cái mức đồ họa rất cao, với mức texture rất là nhiều mà không lo nghẽn VRAM, không sợ bị hết cái dung lượng VRAM này. Tuy nhiên thì có một điểm trừ kha khá, đó chính là cái xung. Dĩ nhiên rồi, đây là một con GPU cho laptop, cho nên không thể nào chúng ta đòi hỏi có một cái xung cao như ở trên desktop được. Và đó chính là điểm yếu của con RTX 3070 Ti nếu so với RTX 3070 trên desktop nhá. Còn nếu mà so với những con card đồ họa trên laptop khác thì rõ ràng đây vẫn là một con card đồ họa rất mạnh. Và như anh em có thể thấy là hiện tại 3070 Ti đang chạy rất nhẹ nhàng khoảng 54% cho tựa game GTA 5. Còn mức tiêu thụ điện năng của nó thì sao? Khoảng trên 100W. Đó. Mức nhiệt độ hiện tại là 72 độ C. Quạt thì hoạt động không quá căng anh em ạ. Đây, không quá căng.
Như vừa nãy anh em thấy mình bật max lên nó phải lên trên 7.000, hiện tại nó có 5.800, 6.300 thôi à? Rất bình thường. Tiếp theo anh em hãy để ý đến phần nhiệt độ. Hiện tại thì RTX 3070 Ti chúng ta đang chạy ở mức nhiệt độ không quá cao, khoảng 68 độ C. Với mức nhiệt độ này thì mình vẫn đang đánh giá nó là mát. Vâng, khá mát, nhưng mà dĩ nhiên rồi, một phần bởi vì là nó chạy cũng không gọi là hết sức cho lắm. Khoảng quanh quẩn 100W với cả 50 mấy% GPU thế này thì quá là dư xài luôn. Và anh em nếu như mà chơi GTA 5 thì anh em hoàn toàn thể quẩy tẹt ga đi mà không lo về vấn đề nhiệt độ nữa nhá. Tuy nhiên thì CPU đây phải nói là một con CPU rất mạnh. Đây là một con CPU rất mạnh. Cho nên đó là lý do chúng ta có được một cái số FPS có thể nói tương đối cao. Khi mà mình chạy xe nhanh trên đường với khung cảnh thay đổi liên tục như này thì cái vấn đề render khung hình sẽ khá là nặng nhọc cho CPU. Tuy nhiên thì cái mức FPS chúng ta đạt được vẫn quanh quẩn trên 100, đúng không? Anh em hãy nhìn vào con số không nói dối, đúng không? Và với cái mức FPS như thế này thì mình tin chắc là GTA 5 hay là GTA 5 Online anh em vẫn sẽ có thể gọi là tận hưởng nó một cách rất là trọn vẹn. Hoặc là anh em mình có thể cùng nhau thử một chút cháy nổ nhờ. Đó, với cháy nổ thì anh em hãy nhìn vào cái biểu đồ frame time của mình xem cái hiện tượng tụt frame nó có diễn ra không nhá. Đó, ngay cả những cảnh cháy nổ như thế này. Đây, cháy nổ tung tóe đây. Đó, frame rate nó vẫn rất đều, gần như không có sự thay đổi gì đáng kể. FPS vẫn rất mượt, nếu như mà anh em không chạy xe nhanh thì FPS có thể đẩy lên trên mức 100 FPS khá ổn định. Đó, rất ổn định đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một tựa game khác nặng đô hơn nữa. Và tựa game nặng đô hơn một chút đây mình sẽ chia sẻ với em, đó chính là Cyberpunk 2077. Và với tựa game này thì anh em sẽ thấy là chúng ta có được một cái mức FPS tương đối ổn. Và mình sẽ show cho anh em một chút về cái setting của mình. Hiện tại setting của mình đang để ở mức cao nhất Ray Tracing Ultra cùng với bên dưới này anh em sẽ thấy. Đó, Screen Space mình sẽ để Psycho và Ray Trace Lightning để Psycho nhé. DLSS mình để Auto. Và cái mức FPS chúng ta đạt được với RTX 3070 Ti ở trên laptop và Core i7-12700H sẽ tương đối mượt. Đó, tương đối mượt cho anh em có thể chơi được khoảng 48-50. Tuy nhiên thì độ phân giải màn hình là thứ đang kéo cái FPS của chúng ta đi xuống. Độ phân giải 2K chắc chắn sẽ không quá là tối ưu với một chiếc laptop rồi, nếu như anh em muốn chơi những tựa game AAA như thế này. Nhưng về tổng thể cái trải nghiệm của mình với Cyberpunk ở mức max setting để có thể trải nghiệm những công nghệ mới nhất như Ray Tracing, những cái hình ảnh đồ họa đẹp nhất, tuyệt vời nhất, thì đây vẫn là một cái mức setting mà có thể chơi được, vẫn có thể trải nghiệm được, không đến nỗi giật lag, không ảnh hưởng đến cái quá trình trải nghiệm game của anh em quá nhiều, đúng không? Và với cái mức setting này anh em có thể thấy nhá, đó, cái FPS khá ổn định. Dĩ nhiên là chúng ta chưa nói được gì nhiều bởi vì mình chưa vào combat. Đây vẫn là những cảnh đi dạo chơi trên đường phố rất bình thường. Nhưng mà anh em hãy quan sát đi, những cái hiệu ứng ánh sáng xung quanh này, nó thật sự là rất đẹp. Đây nhờ ơn cái công nghệ Ray Tracing. Họ rất đã mắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử một chút gì đấy gay cấn hơn đi, để xem FPS nó có bị ảnh hưởng quá nhiều hay không. Ngồi đi các bạn. Boom. Vâng, sau một quả lựu đạn nổ thì FPS gần như không tụt. Gần như không tụt, vẫn rất mượt. Hình như mấy anh du côn ngoài đường này giáp trâu hơn mấy anh cảnh sát thì phải. Nhân tiện đây thì anh em hãy quan sát một chút về cái về cái mức hoạt động của CPU và GPU nhá. GPU hiện tại chúng ta đang có mức nhiệt độ là 74 độ C, vẫn chưa phải là quá nóng, Tuy nhiên thì cái mức tiêu thụ điện năng của nó lúc này đã được đẩy lên là 130W, khoảng 130W. Còn trong khi đó thì CPU của chúng ta đang ăn khoảng 42W. Đó, khoảng 42W. Nhiệt độ thì sao? Nhiệt độ CPU đang là 77, gần 80W. Và nhiệt độ GPU vào khoảng 74 độ C. Nhầm, 77, khoảng 80 độ C. 80-85 độ C. Còn nhiệt độ của GPU là khoảng 71 độ C. Tốc độ quạt hiện tại như anh em có thể thấy, nó đang đẩy lên mức gần 7.000 RPM, gần 7.000 vòng một phút. Tuy nhiên nếu như mà mình muốn hạ cái mức nhiệt độ này xuống một chút nữa thì anh em sẽ phải hy sinh về cái độ ồn. Như anh em đang nghe thấy ở đây thì quạt đang chạy khá căng.
rất căng chứ không phải khá căng nữa. Nhưng mặc luôn đi, thêm có một tí thôi mà, lên có 7.500 thôi ấy mà, nhẹ nhàng lắm. Chúng ta sẽ cùng xem ở cái mắc quạt như thế này thì cái công nghệ là Cooler Boost của Acer có giúp chúng ta có được mức nhiệt độ tốt hơn hay không. Hiện tại thì nhiệt độ phòng mình nó cũng không phải là quá lạnh nhưng cũng không quá nóng. Mấy hôm nay gần Tết thì nhiệt độ ngoài Hà Nội cũng không quá lạnh. Thì anh em có thể thấy là nhiệt độ môi trường trong phòng mình hiện tại, à anh em sao thấy được nhỉ? Cái nhiệt kế mình lại để không để ở đây rồi, nhưng mà nhiệt độ trong phòng mình nó sẽ rơi vào khoảng 24-25 độ C. Thì nhiệt độ CPU khi mà mình bật max lên, anh em đã thấy chưa? Nó được kéo xuống không phải là 80 nữa, CPU lúc này kéo xuống còn 75 thôi, 85 xuống còn 75, giảm được khoảng đấy. Thỉnh thoảng nó vẫn nhảy lên cao một chút nhưng mà không ảnh hưởng đến quá nhiều đến cái tổng thể. Và cái nhiệt độ của GPU thì quanh quẩn 72 độ C. Đây vẫn là một cái mức nhiệt độ khá mát khi mà anh em chơi những cái tựa game AAA như thế này. Hola, boom. Hola, boom. Ê, ui dồi, ui dồi, ui. Đó anh em thấy không? Nổ uỳnh phát, FPS vẫn mượt căng, không trồi sụt quá nhiều. Cái đường frame time vẫn tương đối mượt. Wow. CPU lúc này thì anh em có thể thấy là nhiệt độ, cái mức tiêu thụ điện năng của CPU đã được kéo lên, có lúc nó lên tới khoảng trên 60W. Và nhiệt độ nó, lúc mà nó kéo căng lên thì nhiệt độ cũng khá cao, lên khoảng trên 80 độ C. Vâng, và đó là tổng thể khi mà chúng ta gaming hiệu năng cao ở trên chiếc laptop này. Và đó là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm rất là nhanh về từ thiết kế cho tới là hiệu năng của chiếc laptop này. Về hiệu năng thì có lẽ là mình sẽ không đánh giá quá nhiều mà anh em đã nhìn thấy rồi đấy, tất cả những gì mình đã show lên trên rồi. Tuy nhiên còn một thứ nữa mình chưa show cho anh em, đó chính là webcam cũng như là mic của chiếc laptop này. Thì đây, những hình ảnh và âm thanh anh em đang xem đều được ghi lại từ bản thân chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger của chúng ta. Hình ảnh về webcam này thì mình thấy là với cái môi trường đủ sáng như của mình thì thấy nó cũng khá là ngon. Camera này thì chưa phải là camera Full HD, nó chỉ là camera HD mà thôi. Nhưng mà chất lượng hình ảnh thì từ cái sợi tóc trên đầu mình, những cái sợi tóc con, chắc là anh em vẫn có thể nhìn thấy nó không bị bệt đi quá nhiều, nó không bị mất chi tiết. Nói chung là có khả năng là anh em sẽ nhìn thấy mặt mình nó rõ nét hơn là qua cái camera đang đặt từ xa kia. Thật ra là cam kia mình có một tí gọi là cà mặt các thứ rồi. Và âm thanh thì sao? Anh em hãy cho mình biết là cảm nhận của anh em về âm thanh của chiếc laptop này thu lại bằng mic nó sẽ như thế nào nhé. Và đó là những điều mình muốn chia sẻ với anh em rất nhanh về chiếc laptop Acer Nitro 5 Tiger chúng ta. Thật ra là mình nói là nhanh thôi nhưng mà tại vì là nó bề mặt thôi chứ mình chưa đi sâu vào những cái bên trong nó. Chúng ta chỉ gọi là trải nghiệm nhanh thôi. Nhưng mà chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để mình thấy là Acer họ đã thay đổi rất là nhiều, họ đã có những cái sự gọi là nâng cấp nhất định trên dòng sản phẩm của mình, và đặc biệt là chiếc Tiger này. Mình tin chắc là những cái phiên bản Tiger khi mà về Việt Nam, mặc dù là sẽ có những phiên bản cấu hình thấp hơn nhưng mà nó vẫn sẽ mang lại cho anh em những cái sự thỏa mãn nhất định. Đặc biệt là mình rất mong chờ cái phiên bản màn hình 2K 165Hz như thế này, bởi vì là với màn hình 2K chúng ta sẽ làm được nhiều thứ hơn, không chỉ là gaming. Có thể gaming anh em sẽ hạ xuống Full HD để chúng ta có được FPS tốt nhất, nhưng với những công việc khác, ví dụ như anh em biên tập hình ảnh, biên tập video chẳng hạn, thì đó sẽ là một sự lựa chọn rất hợp lý. Chưa hết đâu, anh em biết thứ gì Acer có mà các nhà sản xuất khác không có đâu, anh em biết không? Đó chính là bảo hành BIOS 1. Vâng, đã động đến sản phẩm gaming lại còn là của Acer nữa thì không thể nào bỏ qua cái chế độ bảo hành độc nhất vô nhị này. Và cái chế độ bảo hành này nó gặt giải các thể loại giải, các thể loại cứ giải thưởng nào liên quan đến kiểu chất lượng dịch vụ các thứ thì Acer ăn luôn, bởi vì cái 3S1 này. Bởi vì sao? 3S1 tức là gì? Bảo hành nhanh trong vòng 3 ngày. Nếu quá 3 ngày thì một đổi một. Đó, 3S1. Và chữ S ở đây nó còn bao gồm cả Saturday và Sunday, có nghĩa là sẽ làm việc cả thứ bảy chủ nhật. Tức là nếu như mà thứ 6 anh em mang đi bảo hành, đến thứ 2 chưa có, anh em được đổi máy mới. Ngon không? Đó. Tính cả thứ bảy chủ nhật luôn nhá. Và đó chính là những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop này, cũng như chế độ bảo hành có 102 đó. Anh em nghĩ sao về laptop Acer Nitro 5 Tiger phiên bản 5 con hổ? Hãy chia sẻ cho mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu anh em muốn tìm những chiếc laptop với mức giá hấp dẫn cùng với những cái chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt thì cũng có thể tìm thấy đường link ở bên dưới phần mô tả luôn. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.